xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên một mã sản phẩm cho các bác cùng tham khảo nhé. Sản phẩm này là cá chép hóa rồng này, một bức cá chép hóa rồng các bác nhé, được làm từ chất liệu gỗ nung nghiến ạ. Đây các bác xem kỹ cho em nhé, và lên cho em là mã 1 này. Mã 1 có giá là 9 triệu nhé, 9 triệu này, với chiều dài là 86 nhé, chiều dài 86 này, dài 86, cao 55 và sâu là 25 các bác nhé. Sâu 25 ạ. Được làm từ chất liệu gỗ nu nghiến, rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn, nên cho em là mã 1, mã 01 kèm số điện thoại các bác nhé. Mã 01 kèm số điện thoại. Đó, các bác có thể chốt đơn qua số 0966 328 128 các bác nhé. Tất cả những cái đơn hàng nhà em thì các bác vui lòng chuyển khoản cọc bên em mới cho đi đơn được các bác nhá. Rất là đẹp luôn các bác, tìm kê phòng khách rất là sang. Một tác phẩm cá chép hóa rồng đục rất là tỉ mỉ các bác nhá, từ những cái lá sen này. Đó, từ những cái lá sen, bông sen và hoa sen này. Đó, rồng nhà em đây. Rất là tỉ mỉ các bác nhá, cá chép hóa rồng. Sản phẩm bên em đã được BU trà nhám sạch sẽ rồi các bác nhá. Trà nhám mà BU sạch sẽ rồi ạ. Các bác về chỉ việc chơi thôi. Các bác về chỉ việc chơi thôi các bác nhá. Phía dưới đây nhà em để tự nhiên nhé các bác nhá. Để tự nhiên và có tạo. Có tạo ở đây ạ. Đấy. Rất là đẹp. Sản phẩm kích thước 86 này, 55 và sâu là 25 các bác nhé. Lên cho em là mã 01. Giá là 9 triệu ạ. 9 triệu các bác nhé, giá không bao gồm phí ship đâu ạ. Các bác vui lòng chuyển khoản cọc bên em mới cho đi đơn được các bác nhé. Đây mặt sau đây các bác ơi, đây mặt sau đây ạ. Các bác ngắm kỹ giúp em nhé. Đấy, các bác kê phòng khách thì rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Lên cho em là mã 1 này, 9 triệu các bác nhé, 9 triệu này, rất là đẹp các bác nhé. Kích thước chiều ngang là 86 này, chiều cao là 55 và chiều sâu là 25 các bác nhé. Rất đẹp các bác. Thiện chí inbox cho em qua số 0966 328 128 các bác nhé. Ok ạ, em xin qua mã các bác nha.